Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra dự thảo quy chế thi trung học cơ sở và trung học phổ thông. Trong đó, về phương thức xét tuyển, tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông có đưa ra hai phương thức là xét tuyển và thi tuyển. Về thi tuyển, dự thảo quy định số lượng thi là 3 môn gồm toán, ngữ văn và một môn thi do Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên. Trước thông tin trên, đã thu hút sự quan tâm chú ý nhiều học sinh, phụ huynh, nhà trường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Hiểu ý nghĩa, mong muốn của Bộ Giáo dục Đào tạo khi đưa ra dự thảo bốc thăm một môn ngẫu nhiên nhằm tạo ra kỳ thi vào lớp 10 mang tính công bằng, tạo cho học sinh thói quen học đều các môn thay vì chỉ học tập trung toán, văn hay Anh. Cũng giống như bao phụ huynh khác, chị Nguyễn Thị Thanh Tâm, xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi, trong thời gian này luôn tạo tâm lý thoải mái cho con, động viên con mình phải học đều các môn để hoàn thành tốt kỳ thi cấp 3 sắp tới. Chủ trương của Bộ là bốc thăm môn thứ 3. Việc như thế thì sẽ có cái ưu điểm cho các cháu là sẽ học đồng đều với các môn, sẽ không bị học lệch, học tủ cái môn nào đấy. Bộ đưa ra cái dự thảo là thi toán, văn và một môn bốc thăm. Nhà trường cũng đã triển khai thì đa số cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường, các phụ huynh và các học sinh rất là tán thành. Bên cạnh đó, có nhiều học sinh, phụ huynh có con đang học trung học cơ sở và giáo viên cũng lo lắng khiến học sinh bị áp lực tâm lý phải ôn thi quá tải trong thời gian dài, cũng như thời điểm công bố môn bốc thăm muộn. Đồng thời, phụ huynh cũng có những mong muốn khi biết phương án thi tuyển sinh vào lớp 10 tại dự thảo thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bản thân cháu nghĩ rằng cái dự thảo này sẽ đảm bảo tính khách quan khi mà môn thứ 3 được bốc thăm ngẫu nhiên. Nhưng mà bản thân cháu cũng rất là lo lắng khi mà chưa biết trước được là môn thứ 3 sẽ bốc phải môn gì, cũng phần nào tạo một số áp lực cho chúng cháu. Nếu dự thảo đấy được thông qua, rất mong mà Bộ sẽ tổ chức bốc thăm với thời gian là thật là sớm, để cho các con có một hướng là định hướng để ôn thi và học tập để có một kỳ thi thật là tốt. Những cái môn mà chờ bốc thăm ấy thì giáo viên dạy và học sinh học ấy sẽ nghiêm túc từ đầu năm cho đến cuối năm và học sinh sẽ học đều các môn hơn. Bộ Giáo dục và Đào tạo xin ý kiến các sở để sửa đổi quy chế thi trung học cơ sở và trung học phổ thông. Theo đó, về phương thức tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông, Bộ Giáo dục Đào tạo đưa ra hai phương thức là xét tuyển và thi tuyển. Về thi tuyển, phương án đưa ra lấy ý kiến của các nhà trường, Sở Giáo dục và Đào tạo là sẽ tổ chức thi 3 môn gồm toán, ngữ văn và một môn thi thứ 3 do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên trong số các môn học còn lại thuộc chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở. Môn thi được bốc thăm phải công bố trước ngày 31 tháng 3 hàng năm. Năm học 2024-2025 là năm đầu tiên học sinh lớp 9 thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.